Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là 2 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2019. Tức là ngày mai là ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đây. Thì hôm nay chúng tôi có quay một video clip giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ sản phẩm sập thờ và sập ngồi. Hai sản phẩm này là bằng chất liệu gỗ gụ. Chiếc sập ngồi này là có kích thước là 1m8 x 2m2. Còn sập thờ là 1m97, 1m17, 1m07 đấy. Kích thước chung rồi. Tôi sẽ quay tổng thể của hai sản phẩm kê trong phòng thờ. Đây là tổng thể hai sản phẩm. Tôi sẽ giới thiệu chiếc sập ngồi này trước này. Đây là hoàn toàn 100% là gỗ gụ, sập dạ trơn, sập trơn tam diện, dạ quỳ chân cá, gỗ rất là nồng nàn, đẹp, sạch sẽ. Đây là phần hông, ván mặt hai lá nhé mọi người, ván mặt hai lá. Đây, mặt hai lá này. Sạch sẽ luôn. Bộ này kê vào phòng thờ thì rất là đẹp, to hoành tráng. Đấy, đây là phần hông bên trái, vân gỗ này. Đây là vân gỗ, đây là vân gỗ, hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên, tôm gỗ gỗ này quý vị rồi. Quý vị nào biết về gỗ thì nhìn ở đây có thể nhận ra là tôm mà thớ gỗ gỗ. Còn phía bên trong này là chiếc sập thờ tứ linh. Còn bốn cái bao lan trên nóc thì chúng tôi vẫn chưa xếp lên mọi người nhé. Còn 4 bao lan trên nóc nữa. Chiếc sập này là chân 24 thuộc tứ linh, cũng là hoàn toàn là chất liệu gỗ vụ. Sập chân 24 to này thì kê vào phòng thờ là trông rất là uy nghi, uy nghi đồ sộ. Quý vị kê thêm một chiếc sập ngồi trước thì có thể bày vài ba mâm cỗ, ba bốn mâm cỗ ở đằng trước này nữa này. Đây là một bộ sản phẩm mà để phòng thờ. Sập này đục hộp phô. Đấy, đầu hộp phô giữa trông rất là dữ tợn. Thì nó làm cho cái phòng thờ chúng ta thêm uy nghi hơn. Đấy, xua đuổi tà ma, chấn giữ, xua đuổi tà nhà ma trong ngôi nhà chúng ta. Hai bên là cũng là tứ linh, long ly quy phượng, tượng trưng cho trời đất, long ly quy phượng. Phần dạ là đục tay thủ công hoàn toàn 100% là thủ công bằng tay. Và phần chân thì là đục tay hết quý vị nhé. Chân này lục tay. Đấy. Đây là phần ván mặt. Đây là những cái nước chúng tôi để đấy nó bị loang nước thôi. Còn gỗ là hoàn toàn sạch sẽ. Đấy, tôi có thể giới thiệu qua cho mọi người một lượt quanh quanh cái sản phẩm của chúng tôi. Thì mọi người mà ai có nhu cầu mà tham khảo mua sắm những sản phẩm đồ thờ thì có thể liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, hoặc là truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Tại chúng tôi cũng có rất nhiều sản phẩm nữa ở bên trong xưởng, nhưng mà hiện trong video này thì tôi chỉ giới thiệu bộ sản phẩm này thôi. Kia là phía bàn ghế tần thì hoàng,
Chúng tôi đang làm cho khách ở Tân Sơn. Ngoài ra chúng tôi còn có những chiếc sập bằng gỗ hương đỏ. Ngoài những bộ sập gỗ nó sập hương đỏ thì mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị. Đây là địa chỉ của chúng tôi nhé. Mọi người cứ liên hệ theo số điện thoại này thì chúng tôi sẽ tư vấn. Tôi quay lại một lần nữa tổng thể chiếc sập cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Rất là bề thế và hoành tráng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Okay.